Rồi cái ngồi bây giờ của đã thoải mái hơn chút rồi. À, thì mình ngồi vào đây. Cũng được đúng không ạ? Nè, bây giờ thì xem cái ghế này có thể ngả ra sau một chút không? Gần như là hình như có thể ngả ra một chút thì phải. Ồ, hoàn toàn thể nghỉ ngả ra sau một chút quý vị ạ. Rất hay. Như này trên những cái chuyến đường dài thì sẽ đỡ mệt, đỡ mỏi hơn đúng không ạ? Tất nhiên là mình cao 1m8 mà mình ngồi đây nên nó sẽ bị chạm đầu một chút. À, nhưng mà hàng ghế này thông thường chỉ để dành những người mà nhỏ nhắn một chút, có thể là phụ nữ hay có thể là các em nhỏ, đúng không ạ? Đấy, ngồi vị trí cuối cùng hay một chiếc xe nhỏ bé thôi, với giá rất là rẻ nhưng mà có 7 chỗ mà thành ra nó cũng khá là ổn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta khám phá động cơ của chiếc xe Xpander 2020 là một chút quý vị nhé. Rồi, em sẽ di chuyển lên phía trên. Rồi, rất lười ra ngoài và em đã neo từ phía sau lên đằng trước. Rồi, bây giờ sẽ mở. Rồi, mở nắp capo đằng trước và chúng ta sẽ xem động cơ của mình nhé. Đây, động cơ của chiếc xe này thì mình đánh giá là nó là khá là nhỏ. Đấy, không gian động cơ này mình đánh giá cái động cơ khá là nhỏ so với kích thước của chiếc xe. Thì chiếc xe nó chỉ có dung tích xi lanh 1.5 thôi. Đấy, nên là gần như máy vẫn rất là nhiều không gian trống ở đây. Và nhà sản xuất cũng rất là cẩn thận khi họ có những cái nẹp như thế này, có những cái tấm chắn bảo vệ động cơ như này. Đó, rất là đẹp. Ác quy này. Đấy, động cơ 4 xi lanh ở trong này này. Đấy, nước rửa kính này. Nước làm mát động cơ này. Máy phát điện các kiểu. Đây, máy phát điện đây. Nói chung này vẫn còn rất là mới chị nhé. Xét về tổng thể ngoại hình chiếc xe thì rất là đẹp, rất là cân xứng đúng. Em bốc được cái biển 26096 thì thấy nó biển rất là đẹp. Xe màu đen. Dáng xe thì cũng rất là đẹp. Do cũng mới đi xa về và chưa kịp rửa thôi. Nhìn rất là đẹp. Nhưng mà có một điều đây thì nhiều quý vị nhìn thấy là có vẻ như là cái bánh chiếc xe này. Bánh chiếc xe này là bánh hơi bé. Đấy, bánh đáng nhẽ là với một cái chiếc xe kích cỡ như thế này, nhà sản xuất nên trang bị cho chiếc xe là cái bánh nó phải to hơn một chút. Mấy cái đèn pha này đều là đèn halogen hết quý vị nhá. Nhưng mà cái đèn pha của chiếc xe này em đánh giá đèn hơi tối. Đấy, đi thì phải bật cả 4 đèn này nhưng mà có cảm giác là vẫn tối. Tối hơn đèn của Toyota. Như thực ra là quý vị nhà mình cũng không thể nào mong chờ nhiều với một chiếc xe có giá có 700 triệu thôi mà tính năng trang bị rất là đầy đủ. Đấy, gạt mưa trước sau và phần vỏ xe, phần tôn thì em đánh giá là cũng rất là dày dặn nhé. Rất là dày dặn. Chắc chắn, đúng không ạ? Chắc chắn, ít tốn nhiên liệu. Đấy. Một chiếc xe 7 chỗ cho một gia đình thì em đánh giá là chiếc xe Xpander là một chiếc xe rất là phù hợp. Giá cả rất là phù hợp. Giá cả cực kỳ phù hợp mà 700 triệu, chiếc xe đáng tiền. Rồi. Quý vị nhà mình bất cứ ai mà có nhu cầu mua Xpander thì quý vị nhà mình quan tâm thì có thể liên lạc với em nhé. Số điện thoại của em là 0973 101 646. Đấy, thì em sẽ tư vấn, em sẽ giải đáp tất tần tật, chia sẻ những kinh nghiệm của em về chiếc xe Xpander này quý vị nhé. Đấy, cùng một sở thích đam mê xe. Đấy, hy vọng là có duyên được chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị và nếu quý vị yêu thích thì vui lòng đăng ký kênh của em nhé. Đăng ký kênh của em để em có thêm động lực. Đấy, để em có thể live stream, review, chia sẻ tiếp về những cái dòng xe tiếp theo. Rồi, trân trọng cảm ơn. Chúc quý vị một ngày mới vui vẻ.